Xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Ngày hôm nay, Trang sẽ mang đến cho mọi người một chiếc flagship dòng cao cấp nhưng giá tầm trung và có tên là HTC 10. Và mọi người sẽ rất là thắc mắc, what? HTC? Lâu lắm rồi mới nghe lại. Thì HTC này hiện tại thì chính xác hơn là trong thời điểm bây giờ thì nó sẽ được ít nhắc tại Việt Nam hơn, nhưng không đồng nghĩa là những sản phẩm của họ là không đáng mua mọi người nha. Và dạo gần sắp tới đây rồi thì Danh nghĩ đây là một chiếc flagship với tầm giá với 4 triệu đồng mà thôi mà anh em có thể nên mua trong dịp Tết này. Còn vấn đề về chiếc sản phẩm này là cái gì thì anh em theo dõi video mọi người sẽ biết. HTC 10 được công bố bán chính thức vào tháng 4 năm 2016. Đây là một trong những dòng flagship cao cấp của thương hiệu này. Riêng cá nhân Danh thấy rằng tuy được ra mắt cách đây 3 năm rồi, nhưng với thiết kế và cũng như tính năng mà HTC 10 đang sở hữu thì Danh nghĩ dòng flagship này vẫn chưa lỗi thời tính tại thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì màn hình của HTC 10 là 5.2 inch. Đây là một loại màn hình nhỏ gọn giúp cho những ai có sở thích sở hữu một smartphone nhỏ gọn hay di chuyển nhiều thì HTC 10 là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Bên cạnh đó thì màn hình của HTC 10 là Super LCD và đưa độ phân giải lên tới Quad HD, giúp cho chúng ta việc trải nghiệm hình ảnh cũng như chơi game hoặc những tác vụ liên quan tới media cực kỳ thoải mái và nịnh mắt. Màn hình của HTC 10 cơ bản không thể mịn như Samsung, nhưng cơ bản về độ hiển thị sắc nét cũng như là chân thật thì cực kỳ ấn tượng và không thể chê vào đâu. Bên cạnh đó thì HTC 10 được trang bị một dải loa boom sao cùng với công nghệ audio stereo, giúp cho những ai yêu thích âm thanh hay nghe nhạc, ví dụ như Danh nè, nghe bài Chuyện Tình Tôi thì nghe trên HTC 10, ôi cha mèn ơi, nghe cực kỳ hấp dẫn. Đến cả việc chúng ta chơi game, ví dụ PUBG Mobile thì những âm thanh của tiếng súng giòn tan nghe cực kỳ thích luôn. Nó giúp chúng ta mang lại sự trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh âm thanh thì chúng ta không thể nhắc đến một trong những ấn tượng mà thương hiệu này đã mang đến chúng ta, đó là về chiếc camera. Mặc dù camera của HTC 10 vỏn vẹn chỉ là 12 camera pixel đối với camera chính, còn 5 camera pixel đối với camera phụ. Đấy. Nhưng mà về tính năng thì chúng ta không thể không nhắc tới. HTC 10 được trang bị công nghệ Ultra Pixel. Đây là một trong những công nghệ cạnh tranh với công nghệ Pure Camera của Nokia đợt trước. Về tính năng này thì đưa chúng ta những bức ảnh cực kỳ chân thật. Bên cạnh đó thì mặc dù ống kính camera trước của HTC 10 đơn giản chỉ 5 MP, nhưng có hỗ trợ thêm cả chống rung quang học. Thiết kế của HTC 10 được tuân theo tiêu chuẩn IP53, mặc dù không có khả năng chống mưa chống bụi giống như IP68, nhưng cơ bản với tiêu chuẩn này anh em có thể bị sử dụng trong ngoài trời mưa gió nhẹ nhẹ hoặc là với độ ẩm cực kỳ thoải mái, không phải lăn tăn vấn đề này. Phía trước được trang bị kính cường lực, phía sau là một khung kim loại nguyên khối cực kỳ chắc chắn. Bên cạnh đó là các nút tăng giảm âm lượng cũng như nút nguồn được bố trí một cách hợp lý, đã vô tình làm cho thiết kế của HTC 10 tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Nói đi thì cũng phải nói lại, có khen thì cũng phải có chê. HTC 10 mặc dù được trang bị khung kim loại cực kỳ chắc chắn giúp chúng ta có khả năng chịu lực rơi vỡ chẳng hạn, nhưng đó vô tình cũng là một nhược điểm của HTC 10. Bởi vì như các bạn biết thì chip Qualcomm 820 là một chip về hiệu năng cực kỳ tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ sinh ra nhiệt cũng cực kỳ lớn. Nếu mà so với 810 thì sẽ không bằng, nhưng cơ bản là 820 vẫn sinh ra nhiệt. Và với khung kim loại thì việc dẫn nhiệt này sẽ trở nên tốt hơn. Nên đối với những ai lần đầu tiên sử dụng HTC 10 sẽ sinh ra cảm giác đây là một chiếc điện thoại rất là nóng. Để lên tay có khi bị cháy, nhưng đó là nó quá thôi. Cơ bản thì nó chỉ nóng hơn so với những dòng smartphone bình thường như iPhone hoặc thậm chí Samsung. Nhưng khi chúng ta sử dụng quen rồi thì nhược điểm này không có là gì cả. Rồi, túm vấy lại thì HTC 10 là một trong những flagship tự hào của nhà HTC với thiết kế cực kỳ tinh tế. Bên cạnh đó là một dải loa boom sao giúp cho chúng ta trải nghiệm về âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh đó là về camera với công nghệ Ultra Pixel và với chip Qualcomm 820 giúp chúng ta trải nghiệm trên thiết bị này, chiếc flagship này không phải chê vào đâu. Surprise! Wow, Danh nghĩ là với tầm 4 triệu đồng mà chúng ta mà có một chiếc flagship như vậy, Danh nghĩ cũng rất là đáng đồng tiền đó. Từ camera, cấu hình, pin, nói chung về màn hình nữa, trời ơi, 4 triệu đồng Danh nghĩ Danh nên mua đi mua thôi. Rồi, cái đó là về phần review của Danh, còn vấn đề quyết định vẫn là ở mọi người. Nếu như anh em muốn tham khảo hay muốn biết thông tin về sản phẩm này, anh em có thể truy cập theo link đucmobile.com và sẽ kèm theo phía bên dưới cho mọi người tham khảo. Ngoài ra thì sản phẩm này đang được bán tại Đức Huy Mobile với hai hình thức, mua tiền mặt hoặc là mua trả góp. Còn nếu như anh em nào ở xa thì anh em có thể ship code ở mọi nơi mọi người nha. Chỉ cần với việc là đặt hàng theo số hotline hoặc là liên hệ trực tiếp fanpage, mọi người sẽ được nhận hàng trong dịp Tết này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên cho Danh một like và subscribe mọi người nha. Và luôn đón chờ trên kênh Đức Huy Mobile Channel những sản phẩm bất ngờ từ Danh. Xin chào mọi người. Tiếng tiếng tiếng.